Dạ vâng, Nguyễn Đời xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Nguyễn Đời. Lời nói đầu tiên, Nguyễn Đời xin chúc quý vị và các bạn luôn vui, khỏe, an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, thưa các bạn, thì sau bao ngày mỏi mòn chờ đợi thì chiều hôm nay đã có kết quả. Xong, tất cả vẫn luôn vui vẻ trong tâm thái, sẵn sàng và luôn luôn chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời luôn luôn tuân thủ những quy định mà chính quyền địa phương đã ban hành. Dạ vâng, theo cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, thì Đồng Tháp tiếp tục thực hiện chỉ thị 16. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống nhất chủ trương 4 huyện thành phố bờ Nam sông Tiền, gồm thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò, huyện Lai Dung và huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. 8 huyện thành phố còn lại sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn so với chỉ thị 15, gọi tắt là chỉ thị 15 cộng, gồm thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự và các huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, huyện Tam Nông, huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và huyện Thanh Bình. Mời quý vị và các bạn xem và nghe chi tiết. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. 8 huyện, thành phố sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số 15. Các huyện, thành phố còn lại áp dụng chỉ thị 16 không thay đổi. Đây là thông tin được đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 14 tháng 9. Cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh có các đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng thông tin tình hình cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sáng nay. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá trong giai đoạn 5, tỉnh đạt 3 mục tiêu: quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, giảm sâu ca F0, từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất nhưng chưa đạt mục tiêu hạn chế tối đa số ca tử vong. Đánh giá tình hình chung trong tỉnh và các tỉnh lân cận, 3 ngày gần đây, diễn biến dịch bệnh khá phức tạp theo tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế. Số lượng ca F0 của tỉnh có giảm nhưng ở khu cách ly, khu phong tỏa vẫn còn cao. Một số tỉnh, thành phố lân cận Đồng Tháp tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương 4 huyện, thành phố bờ Nam sông Tiền gồm thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. 8 huyện, thành phố còn lại sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số 15, gọi tắt là chỉ thị 15 cộng, gồm thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự và các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình. Theo Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền, trong ngày 14 tháng 9, Đồng Tháp ghi nhận 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 27 ca so với ngày hôm qua. Đến nay, toàn tỉnh có 7.973 ca mắc COVID-19, 6.618 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện, đang điều trị còn 1.011 ca. Hiện, có 97 vùng xanh được Ủy ban Nhân dân cấp huyện công nhận, 1.067 vùng xanh được Ủy ban Nhân dân cấp xã công nhận, 8 địa phương cấp xã dự báo nguy cơ rất cao về COVID-19, 96 địa phương cấp xã dự báo bình thường mới. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ cho 463 lao động tự do, nâng tổng số người được hỗ trợ đến nay là 60.364 lao động với 90,5 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 335.661 liều vaccine phòng COVID-19, tiêm mũi 1 là 301.481 liều, mũi 2 là 34.180 liều. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhận định, thời gian qua, tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các mục tiêu đặt ra đều có chuyển biến tích cực. Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có hướng dẫn, quy định cụ thể về chỉ thị 15 cộng để các địa phương áp dụng, thực hiện đúng. Các địa phương dù áp dụng chỉ thị 15 cộng hay 16 đều phải đảm bảo giãn cách, không được tụ tập đông người nơi công cộng. Đồng Tháp còn nằm ở nhóm 2, nhóm các tỉnh, thành phố đang trong quá trình kiểm soát dịch bệnh. Do vậy, các địa phương phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để góp phần đưa Đồng Tháp vào nhóm 1 đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ, hiểu đúng tinh thần chỉ thị 15 cộng. Đồng thời, phải tiếp tục quan tâm giúp đỡ người dân gặp khó khăn do đại dịch, rà soát,
hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho học sinh học trực tuyến, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa đánh giá, hôm nay, các huyện, thành phố và các tiểu ban tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có những chuyển biến tích cực, nhiều địa phương cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng không lâu nữa toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo các địa phương, các tiểu ban triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ phòng, chống dịch giai đoạn mới, theo dõi sát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 càng sớm càng tốt, nhanh chóng hoàn thành việc thẩm định phương án 4 tại chỗ cho doanh nghiệp. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, nguồn cổng thông tin điện tử Đồng Tháp. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.